Hai em chào tất cả anh chị em. Tôi chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ ha. Hôm nay em cũng lên hàng tiếp. Thì đầu tiên em muốn có một lời nhắn nhủ với anh em để muốn chốt được những đơn hàng nó ok nhất, tốt cho anh em nhất á. Vì hôm trước em có một số anh em cũng em cũng hướng dẫn là cách chốt thì bấm số điện thoại kèm cái mã, chẳng hạn như con này là 1.9.000 thì số điện thoại anh em bấm sẵn rồi. Còn tới khi em đọc mã là 1.900.000 anh em chỉ viết số 1.900.000 nữa là bấm gửi qua. Nhưng mà em thấy thắc mắc tại sao có anh em gửi qua mà bên em không có nhìn thấy. Thì thay vì vậy thì em có hỏi anh em, thì có một số anh em đã từng trải nghiệm có chỉ cho em là do nó bị ẩn. Thì phương pháp khắc phục cái bị ẩn đó là anh em phải bấm, thì dụ như số điện thoại là 09111 thì thường thường là mình viết số 0911 thì trong cái số điện thoại của mình á, anh em muốn không bị ẩn thì anh em viết một vài bằng chữ, chẳng hạn như 09 thì anh em viết là chữ khờ ống không, chờ in chim sắc chín, rồi còn bao nhiêu số đuôi là anh em viết số mã số, viết số 0911337139 gì đó. Hoặc là trong cái dãy 10 số của mình là viết 8 số, còn một chữ, một số cuối là viết chữ. Ý là để làm cho nó comment nó không bị ẩn anh em ạ. Đó là bí quyết những người đã từng chốt trượt, đã có kinh nghiệm như vậy. Thì em cũng nói sơ qua để anh em nào mà có thiện ý chốt đồ mà có vấp phải trường hợp này thì ta làm thử phương pháp đó ha. Còn bây giờ thì em lên đồ. Nay đây là con M51 nha anh em. M51 dây nhôm. Con này có cái lót đi kèm luôn này. Đó, con lót đi kèm luôn ha. Con này là size lát, size rất là bự luôn á. Size lát thì dành cho anh em từ 80 đến 90 ký mới vừa. 80 đến 90 ký mới vừa nha anh em. Cái tem này thì em cho anh em coi rồi, còn cái tem của áo M65 này thì nó dập một cái này là nút màu nâu này anh em này. Nút nâu nha, cho nên em phải gỡ cái này ra mới đọc được cái tem size ở trong á. Đây, cái tem size dập nó cũng hơi mờ mờ nhẹ nhẹ rồi nha anh em. Anh em đọc được chữ đây không ạ? Đó, dòng chữ nó ghi đây ha. Nói chung là nó cũng hơi mờ mờ nhẹ nhẹ thôi. Rồi hàng xưa nha anh em, hàng M51 này mà hàng nút nâu, nút đen thì còn ấy, nút nâu là nó xưa lắm rồi. Rồi cái này là cao 1m7 trở lên mới bẩn vừa nha anh em. Con này 1m74 rồi, lắt lông rồi. 1m74 em đo vai và đo chiều dài cho anh em nha. Con này là vai 55 ạ. Wow, dài 88. Dài 88. Ở bên bên phải này, em cầm quần áo mà thấy em mệt bữa nay. Hôm giờ chiến nó cũng hơi oải rồi anh em ạ. Hơi bị chiến mệt rồi. Cho nên là tối nay chắc tối nay công chiếu một bữa nữa, rồi là tối mai em xin phép nghỉ một bữa nha. Em lo bán hàng bên Facebook, bữa nào mình lại quay lại tiếp nha anh em. Ở cái này cái nút của nó có vết đì nha anh em, tức là cái nút nó bị ma sát thì có cái vết này. Đó, mấy cái này là có mấy cái vết đầm đầm lên ha. Trong là cái nút này. Áo thì không có lủng nhưng mà cái ống tay của nó là bị tưa rồi á anh em. Ống tay này là nó bị tưa rồi ha. Mình mà bẩn thì vắt sổ một đường vậy là được. Ở đây cái cúc của nó bị mất hai cái cúc này. Mất hai cái cúc thì mình về mình lấy hai cái cúc. Lấy cái cúc ở trên cổ này. Cái cúc đằng sau là cúc để cài mũ á. Cúc dự bị mình đơm qua giùm em ha. Đằng sau đẹp nha anh em. Trước đẹp hết ha. Chỉ có một cái là cái vết ít nút này nó đi qua là lúc nào nó cũng bị hết á. Còn cổ gì không có rách. Nói chung là bị cái cườm tay thôi. Con này đang xanh đều đẹp màu thì cho nó là được 93% đi hả.
rồi 93% này. Rồi dây kéo em cho anh em dòm dây kéo của nó này. Đó, cái đầu là quan trọng, cái áo 165 là quan trọng cái đầu này này anh em, quan trọng cái đầu vào của nó này. Đó, ok không ạ? Rồi ai chốt cái con áo này ai vừa thì lên dùm em là 1.900.000 cộng cả lót nha. Cái lót này không em bán được 300-400 ngàn rồi đó, cho nên là 1.900.000 là cả áo cả lót ha anh em ha. Rồi ai thích 1.900.000 thì bấm cái mã 1.900.000 dùm em ạ. Hôm nay toàn em lên tiếp một con M65 này là dây nhôm. Kéo con bé, kéo con bé nó mở chứ. Cái mũ của nó nha anh em, mũ nó bằng buplin này. Cái mũ là bằng vải buplin ha. Vải buplin nha anh em. Cái đầu khóa của nó là đầu vuông. Đầu vuông không phải đầu không phải là đầu ơi anh em ơi. Cái đầu này này, cái dây kéo em kéo em thấy em báo luôn nha. Anh em thấy không? Ở đây răng nó rụng một mắt này nhưng mà vẫn tua qua ok ha. Lưu ý giùm em ha. Răng rụng một mắt này. Nó vừa rụng hay sao á? Đó, em kéo nó vẫn đi qua bình thường nhưng mà anh em lưu ý giùm em cái đó nè. Con này là lát rêu lơ, sao con bự không vậy trời. Giờ toàn con bự không à. Lát rêu lơ anh em. À, dây kéo nhôm ha. Dây kéo nhôm. Hôm nay quải có bê cái con này không lên nổi rồi. Em coi cái đời của nó là đời bao nhiêu mà M65 đời 69. Tem mạc đầy đủ nha anh em. Tem mạc còn rõ đầy đủ ha. Đời 69 size lát reo lơ là anh em từ 70 tới 80kg là bệnh vừa. À 80 đến 90kg, 80 đến 90kg nha. Em sorry. Ở trong thì đang đẹp lừng luôn anh em. Bữa nay là toàn size size medium với size medium trở lên không à. Con này đang rất là đẹp nhá. Xanh mướt luôn. Đây em like từ cái mặt trước anh em nhìn trong là thấy nó xanh rum luôn. Đó, xanh um luôn. Ống tay này. Ống tay thì V của nó nha anh em. V của nó này. Ở đây nó có một vết lũng à, lũng nhẹ nhẹ rồi. Cái V của nó này, cái V của nó ha. Rồi đằng sau á, thì lại bị một chút nhẹ. Đây là như kiểu dơ mà không biết có giặt ra không anh em ạ. Ở trên vai của nó có vết dơ ở đây này. Đó, qua đây à. Không biết có giặt ra không được. Con này nói chung cái màu của nó thì xanh. Có cái là nó dính một chấm dơ nhẹ nhẹ vậy thôi. Qua bên này. Bên này cũng ok luôn. Chỗ này cũng dính một chút dơ nhẹ nhẹ đây. Rồi hết. Con này mà bị rụng răng như vậy thì xây lát xanh đẹp quá. Con này xanh đẹp quá. Con này xây lát mà. Lát rêu lơ. Rồi ai chốt con này lên cho em là 4.500.000 ha. Lát rêu lơ mà con này nó bị rụng mất cái răng đằng sau này rồi bà nè. Cái răng dây kéo này nó bị rụng. 4.500.000 xay lát. Con này đời 69 nó xanh lè nha anh em. Con này đang rất là mới luôn. 4.500.000 ạ. À. Ai anh em nào thích thì lên cho em 4.500.000. Đây là màu cổ màu ô liu, còn đây là màu cổ này.
con này màu ô liu này anh em thấy không, hai con hai màu khác nhau, con này mới kẹo mà con này nó đã xanh như thế này rồi ấy. Cho nên là anh em tiền nào của đấy anh em, mới thì có giá mới mà cũ thì có giá cũ à. Con này cũng xanh mới cứng luôn, nói chung mới cứng thì nó cũng đã sử dụng rồi. Đuôi cá, dây kéo đuôi cá size medium reeler dành cho anh em từ 70-80 kg, cao 1m7 trở lên ạ. À, anh em dòm giùm em cái đầu khóa này ok không, đầu ha, đầu khóa của nó ha. Nói chung là con này thì mỹ mãn luôn, tem của nó này, tem mạc anh em dòm, tem mạc vẫn còn đang còn mới mà đẹp rõ ha, đời 78 nha anh em, đời 78 ha. Trong thì dây kéo cổ, mũ vải bulin luôn này, bulin đẹp, con này đẹp quá, xanh đều màu không có. À, để em coi có một cái vệt gì không ha. Con này mới kẹn luôn. Ây, con này cũng bị một vết dơ đây này. Anh em mua con này biết xử lý thì mua nha anh em. Đây, nó có một vết dơ. Hàng mà đã qua sử dụng thì nói tìm ra một con mới mà nó còn nguyên vẹn, thật sự rất là chua. Cỏ úa nha anh em, cỏ úa không phải là ô liu à. Đó, đẹp thì bị một phát đó thôi. Rồi hết. Vê tay nha anh em, vê tay này. Hết ha. Em bận vào cho anh em coi nha. Bận vào cho anh em coi nha. Con này đang còn mướt, mướt rượt luôn. Dây trên, dây dưới đầy đủ hết nha anh em. Dây trên, dây dưới đầy đủ hết ha. Rồi ai vừa con size medium này 70-80 kg thì chốt cho em là 3,5 triệu ạ. Quá đẹp luôn. Em còn thích nha. 3,5 triệu. Ai chốt thì bấm dùm em 3,5 triệu. Anh em viết chữ 3,5 triệu, chữ chữ trăm cuối cùng anh em viết chữ trừ âm trăm á. Còn 3 triệu thì viết chữ số 3 triệu. 3 triệu là viết 3. Không hề viết số 3, viết chữ triệu cũng được, là nó không bị ấn. Viết số 3 và số triệu là ok. Rồi em lên một con M51 nữa nha anh em. Một con M51 quá đỉnh luôn. Con này cái dây này này, thường mà cái chất này là nó xi lên một cái lớp để bảo vệ cái dây kéo. Nhưng mà mình mà xài nhiều á là cái đầu kéo này nó mới bay cái xi này ra, mới lòi được dây đồng hay dây nhôm ha. Nhưng mà thằng này hề sơn nó vẫn chưa hề bị lốc luôn này. Sơn nó vẫn còn nguyên một màu, tức là con này cái độ mới của nó anh em thấy. Nó chưa xài sao nó chưa có hề bị ram màu của cái dây kéo. Thường là ra dây nhựa. Nhưng mà cái cúc này, anh em nhìn cái cúc kỹ giùm em nha. M65 hồi nãy con kia là cúc màu bẹp, màu nâu bẹp. Đây, em lấy nó luôn. Cái con mà đời tem dập nha. Cái con đời tem dập là cúc dẹp này, màu nâu này, M51 này. Cái con này M51 thì lại núc nó là đời của cái thằng cúc nổi. Anh em mua áo cúc nổi á, mua áo cúc nổi mà hàng chuẩn Mỹ á, anh em có thể phân biệt, không phân biệt được chỗ nào nhưng anh em phân biệt ở cái cúc này này. Cái cúc là nó có cái form như cái dĩa bay này. Thứ hai nữa là cúc có độ bóng. Cái cúc này nó bóng mà lấp lánh nha anh em, rất là bóng, đẹp cực kỳ luôn. Áo cúc nổi như thế nào thì gọi là áo túi chéo này này, màu ô liu mà cúc nổi á. Thường mà mình mua hàng của Nhật rồi của gì á, cũng là túi chéo, anh em cứ bảo túi chéo sao có 8-9 triệu, nhưng mà túi chéo hàng của Mỹ là phải 20-30 triệu.
của Đức nó cũng có túi chéo nha anh em, cho nên mình đừng có dễ phải biết phân biệt của Mỹ hay là của Đức hay của nước nào. Nhiều khi anh em cứ mua kêu túi chéo cúc nổi nhưng mà thực sự nó là quan trọng là của Mỹ hay là của nước nào ha. Đây, của Mỹ là cúc, nút cúc nổi là nó bóng lấp lánh như thế này này. Con đó mới là đỉnh đó. Rồi, con này ba tem nha anh em. Con này đời ba tem này. Đó, y chang con bữa hôm em 6101 còn không chị? 601 là hôm qua mình chốt mã gì ta? 601 có nhắn tin ở trong á. 601 like hôm kia hôm qua có thấy đâu. Con này cũng size medium rare luôn nha anh em. Anh em từ 80 đến 90 kg mới vừa. À medium là 70 tới 80 kg chứ. Em sao bữa nay mệt ra đọc tào lao không à. Ba tem nha anh em. Ba tem. Áo còn mới lắm. Anh em thích đo vai em đo cho anh em này. Vai là 50. Dài 83. Không có gì để báo lỗi cả. Không có gì để báo lỗi cả. Nó mới quá mà không có gì để báo lỗi cả. Thậm tệ cái dây kéo nhôm của nó mà nó cũng ra màu nhựa luôn này. Nó màu xi luôn ấy. Em thử thử dùng nhiều khi mắt thường em nhìn em cũng cứ nghĩ đây là bằng nhựa thôi. Nhưng mà thực tế giờ mình mắt mình nhìn mình đưa cái cục 500 mình hút thử nha. Cái tay cầm này này nó cũng là màu xanh luôn nha anh em, nhưng mà cái chỗ này là bằng inox rồi. Này, em hút thì cái quai này nó hút thôi này. Nhưng mà qua cái đây là nó không hút. Dây kéo này nó không hút. Mà đây là nó hút. Vậy là dây này là một là đồng, hai là nhôm. Tóm lại là biết nó vậy không phải là nhựa. Nó nặng. Rồi ai chốt con này là chốt cho em là 7.800.000. Cái chỗ này có dính một vết dơ này anh em ơi. Dính một vết dơ này. 7.800.000. Dây eo có đầy đủ nha anh em. Anh em nhìn thấy mới hay không? Anh em nhìn cái áo mà có cái dây rút này này. Dây rút mà nó xài rồi á, là nó không co giãn được nữa. Còn con này thì cái dây của nó đang còn mới kẽn này ha. Ai chốt con này lên giùm em là 7.800.000 ạ. 7.800.000 nha anh em. Rồi em lên một con này nữa, nó mới kẹn luôn nữa này. Con này sao mà nó mới mà nó lại bị lỗi. Bây giờ con này là medium rare. Dây đồng nó còn lấp lánh này. Anh em thấy nó đỏ mà lấp lánh không? Con này xanh lì luôn. Nhưng mà tiếc cái thằng nào nó cắt kiến hay là nó làm gì mà bị rách một phát đây này. Đây. Em hồi nãy em phát hiện ra mà phải nói tiếc ơi là tiếc luôn. Ở dưới nách á, đây em dán để báo lỗi thôi nha. Đây này, nó cắt một đường này. Một chút bằng ngón tay mình chui vào thôi. Ở dưới này thì đây một phát nữa này. Áo xanh lè. Con này xanh lè luôn. Có lỗ nào nữa không biết. Con này đẹp thiệt tuyệt vời luôn. Con này là anh em từ 70 tới 80 kg là bần vừa luôn ấy. Này cái mũ này còn nguyên ấy luôn. Đẹp thiệt mà tiếc. Anh em em cho anh em coi lại cái hai cái cúc của nó nha. Cái cúc mà con M65 hồi nãy em kêu là cúc nổi á. Anh em nhìn thấy hai cái cúc này nó khác nhau không? Đó. Cúc này thì nó lấp lánh như thế này nha. Cúc này thì nó như thế này này. Anh em nhìn thấy cái độ lấp lánh của cái cúc không? Cũng là của Mỹ hết nhưng mà hai cái đời cúc nó khác nhau ha. Đó, em cho anh em dòm kỹ á. Cái thằng cúc nổi mà hay là cầu vai đai sườn áo túi chéo ô liu là nó vậy á. Con này có mũ à, anh em ha. Có mũ đầy đủ hết à. Con này mà nó không bị là em bán con này là phải
4 triệu là ít, nhưng mà bây giờ nó bị lỗi, bị mắc một chút đây rồi. Xanh không? Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Dây trên dây dưới đầy đủ hết nha anh em. Dây trên dây dưới đầy đủ hết à. Cái đầu khóa vào này. Giờ còn mướt như thế này mà. Rồi. Ai chốt con này lên cho em là giờ chốt cho em con này là 2.500.000 thôi. Nhưng mà con này báo cáo anh em là con này là đời mới. Con này là đời mới, không có đời nha. Con này là không có đời, đời sau này cho nên không có đời ha. Nhưng mà vẫn đã có V rồi. Đời sau nữa, tức là con này đời sau nhưng mà vẫn đã có cái V này rồi này. Còn mà đời sau này nữa thì lại có một lớp là nó không có cái này luôn này. Không có cái này luôn, không có cái V này luôn. Mà con này đã có V rồi nhưng mà không có đời. Rồi ai chốt con này lên dùm em là 2.500.000 ha. 2.500.000. Anh em 70-80kg là bận vừa. Này toàn là lái xe bự không à. Lên một con sa mạc. Một con sa mạc M65 nha anh em. Con này chắc đời mới rồi này. Dây kéo nhựa. Có mũ ở trong nha anh em. Có mũ ở trong ha. Rồi có mũ ở trong ha. Con này là size medium long. Anh em từ 70-80kg, cao 1m74 trở lên. Càng cao càng tốt. Chuẩn à, con này hồi nãy em mới nói con kia nó đời mới nhưng mà nó vẫn có V, còn con này mới không có V luôn này. Con này đời mới thiệt mới bây giờ luôn, không có cái tam giác để mà chỗ tay này ha. Đấy. Đây mới là thiệt mới luôn này. Con này không có cái gì để báo lỗi cả. Nó đẹp, nó mới. Rồi ai chốt con này lên cho em 900.000. Nó tầm 98% anh em ơi. Chốt cho em 900.000. 900.000 ạ. Anh em cao 1m74 trở lên ha. 1m74 trở lên, nặng 70-80kg. Dây trên dây dưới đầy đủ nha anh em. Dây trên dây dưới đầy đủ. 900.000 nha anh em. Lên tiếp một con ASIU xài lát reo lơ. Anh em 80-90kg bần vừa. Con này bông như kiểu chống cháy này. Nhưng mà nó không phải. Nó phải thường thôi. Rồi có mũ à. Cái tem của nó này. Tem của nó nha anh em. Con này cũng rất mới. Con này là anh em 80-90kg, cao 1m7 trở lên. Không có lỗi gì để báo hết anh em ơi. Con này cũng là đời mới luôn. Không có cái V đó luôn nha anh em. Không có cái V, nó tròn vo như ống đĩa này. Rồi ai chốt con này lên cho em 680.000. 680.000 ạ. Lên dùm em mã 680. Rồi em lên một con M65 nữa nha anh em. Con này thì cũng có lót đi kèm luôn này. Size medium long luôn. Chục. Anh em từ 70-80kg, cao 1m74 trở lên. 1m74 trở lên ạ. Con này thân đồng, cổ đồng ha. Con này là đời 79. Hàng chuẩn của quân đội Mỹ nha anh em. Hàng chuẩn quân đội Mỹ nha. Cho nên là Mỹ thằng nào nấy to như con, như con trâu á. Áo là to như con trâu luôn á. Rồi ok, con này đều đẹp luôn này. Con này đều đẹp luôn. Rồi hết. Để
đều đẹp luôn. Con này là con lót đi kèm ha, con lót đi kèm nha anh em. Con này có V. Rồi, một cái lót này là được được 300.000, 400.000 rồi. Em bận vào cho anh em nhìn thấy nha. Con này có một cái tem Rin US Army đi kèm này, tem này tem lụa chứ không phải tem theo. Rồi dây kéo đồng nha anh em. Em cho anh em coi cái đầu dây kéo này. À, tại em đóng hàng từ sáng giờ đang như con lớn luôn. Rồi cái đầu vào nha anh em. Rồi ai chốt con này lên cho em là 2.900.000. Lưu ý dùm em, anh em phải cao 1m4 trở lên nha. À, 1m74 trở lên ha. 2.900.000. Em lên một con rần ri nữa này. Dây nhựa, cổ nhựa nha anh em. Thân đồng cổ nhựa. Hôm nay là like anh em size to không à, size nhỏ không có. Size medium long. Anh em cao 1m74 trở lên, nặng 70-80kg. Con này màu của nó cũng, nói chung là màu này còn được 95% nữa thôi, nhưng mà đều màu, không dơ không lủng rách. Medium 70-80kg, cao 1m74 trở lên. Ai chốt con này lên cho em là 650.000 ha. 650, dây trên dây dưới vẫn đầy đủ ha. 650 nha anh em. 650.000. Rồi em lên một con dây đồng nữa này. Con này thì mất tem sai mất rồi. Nó có một tem to đây mà nó mất tiêu này anh em. À, mất tiêu rồi. Đo vai. Con này có mũ ở trong ha, cổ đuôi cá này. Con này vai 54. Con này vai 54 mà nó bung vai ra cho nên là dài 80. Con này tầm vai size medium thôi. Size medium rồi, 70-80kg là bận vừa nha anh em. Con này cũng đều màu, còn 94%. Ở đây là có một cái vết này. Vết này là như kiểu ông này nó dính một chút dơ ở đây rồi người ta tẩy á. Người ta dùng thuốc tẩy thì chỗ này nó mòn một chút nha. Mòn một chút. Rồi hết. Đây lủng một lỗ nữa này em. Lủng một lỗ ngay ống tay luôn ha. Con này thì đang xanh đẹp lắm. Coi sau lưng mà. Đang xanh đẹp nhưng mà bị lủng một lỗ. Rồi ai chốt con này thì lên cho em là 2.400.000. 2.400.000. 2.400.000. Rồi từ nãy giờ mới lụm được con này medium export. Con này medium export anh em ơi. Dành cho người nào cao 1m6 á, cao 1m60 á, 60-65 trở lại á. Con này thân nhựa cổ nhựa. Đời sau này nha anh em. Thân nhựa cổ nhựa. Con này mới kẽn luôn. Anh em từ 70-80kg, cao 1m65 trở lại. Ồ, em 1m55 em bận vừa luôn này này. Có cái anh em to về ngang nữa là ok ha. Đầu dây kéo nhựa. Rồi em bận vậy là được. Cũng được anh em ơi, chỉ thiếu về ngang thôi. Rồi ai chốt con này lên cho em là 750.000. 750.000. Lưu ý dùm em mà có chốt thì lên một cái chữ gì đó dùm em nha. Lên số 750 rồi kèm cái chữ ngàn hay chữ gì cho nó đỡ ẩn nha nha. Em có một con này nó bé này.
Con này là size small short, nhưng mà của hãng Alpha nha em. Của hãng Alpha. Anh em nhìn thấy hai màu nó khác nhau mà. Bên một bên ô liu, mà cái này không phải có úa mà nó màu xanh xám. Em cầm ba màu lên cho anh em dòm nha. Anh em thấy ba màu không ạ? Anh em thấy phân biệt ba màu không? Đó, cái này là màu xanh xám à. Con nào hồi nãy em vui like 2.4 triệu. Rồi, con này là màu xanh xám cho nên nó là của hãng Alpha. Đây ạ, nó có chữ Alpha đây này. Size small short thì anh em nhỏ là vừa, 60-70 kg, cao 1m7 trở lại. Màu xanh xám anh em ạ. À, có mũ này. Có một cái là cái cổ này nó hơi dơ một chút. Ông này ông bận cho ông bỏ luôn ha. Đó. Bên túi này cũng có chữ Alpha luôn. Đó. Con này. Rồi, dây kéo ok hết nha anh em. Con này vẫn có V, có la đàng hoàng ha. Con này vẫn có V bình thường này. Đó. Vẫn lấy bình thường ha. Anh em 60-70 kg là vẫn ok. Mới, con này mới thì còn 96-97%. Con cái màu của nó là màu xanh xám. Anh em như áo satin á, màu như kiểu áo satin á. Rồi ai chốt con này thì lên cho em là 2.4 triệu. 2.400.000 à. Em cho anh em dòm cái đầu khóa này. 2.400.000 ạ. À. Ở trong này có một cái túi lấp lót, rồi có một cái túi mổ ở trong này nữa anh em này. Đó. Bên này không có. À, bên này cũng có luôn. Nó hơi đặc biệt một chút. 2.400.000 nha anh em. 2.400.000 cái nào đó. Em lên cho anh em một con ACU. ACU một tem dán ở đây nha. Bên này có một con kỳ binh này. Con này là đời mới. Đời mới chắc chắn là không có V rồi. Đang mới kẽn rồi. Size medium rolling. Anh em từ 70-80 kg, cao 1m7 trở lên. Mới 98% luôn. Ai chốt con này lên cho em 700.000. 700.000 nha anh em. 700.000. 700.000 ạ. Bấm dùm em số 700 gửi qua kèm 700 anh em mà nó không bị ẩn thì anh em vẫn bình thường, còn mà anh em mà gửi qua mà không thấy em đọc gì thì anh em kèm thêm một cái chữ 700 viết chữ ok, hoặc là một cái chữ tên Zalo của anh em á để cho nó khỏi bị ẩn. Gửi qua cái là nó không bị ẩn anh em ha. 700.000. Rồi em lên tiếp một con M65 nữa, size medium long. Anh em cao 1m74 trở lên. Nặng 1m74, nặng 70-80 kg. Tem hai tem nha anh em. 70-80 kg là bần ok, nhưng mà cao 1m74. Con này đời 74 luôn. Đời 74 nha anh em. Dây kéo đồng đuôi cá à. Có mũ nha anh em. Có mũ nha. Con này là màu cổ úa. Không phải màu ô liu đâu. Màu ô liu hay cổ úa trời. Dơ lên hồi mù màu luôn á. Con này đẹp nha anh em. Con này đang xanh mới đẹp luôn này. Đẹp. Đẹp không có lỗi gì để báo luôn á. Có một chút dơ đây thì không ăn nhầm gì hết. Dơ này chút đất bụi. Rồi xong. Xong. Xong anh em ơi. Đẹp luôn. Con này đẹp luôn. Rồi. Dây chạc trên dưới đầy đủ hết à. Chốt cho em con này là 2.800.000.
Ai chốt thì lên mã 2.800.000 giùm em. 2.800.000. Em lên một con M65 rừng ri size medium rare hả? Anh em từ 70-80kg, cao 1m7 trở lên. Thân nhựa, cổ nhựa nha anh em. Con này còn mới kẽn luôn này. Thân nhựa, cổ nhựa. Có mũ hẳn hoi nha anh em. Có mũ hẳn hoi à. Con này đẹp quá, đang còn mới lắm ạ. À. Anh em 70-80kg là bình vừa ha. Mới kẽn luôn. Con này không phải đời mới nha anh em, có V đàng hoàng này. Nó đời sau này nhưng mà vẫn có V. Rồi. Em lãng mấy con 165 mà em loại quái luôn này. Con này ai chốt cho em là 800.000. Cái V của nó chưa hề có nếp gấp này. Ít nhất khi mà nó gấp vậy là nó phải có vết dơ này. Nó chưa hề có vết gấp này. 800.000 nha anh em. 800.000. Áo mới kẽn luôn. Mới kẽn luôn. Alo nghe anh ơi. 800.000. Alo ạ. À. Em lên một con này medium export nữa này anh em. Con này nãy em lên chưa hả? Em đang bận cái việc anh. Medium export. Hình như nãy em lên con này rồi thì phải này. Con này có hai tem rin. Anh em từ 70-80kg, cao 1m65 trở lại. Con này ai chốt là 750 giùm em à. Hồi nãy em đọc chưa ta? Em lên một con M43. Con này gọi là M43 anh em. Đó, M43 của Mỹ à, quân đội Mỹ hết à. Quân đội Mỹ hết anh em. Nút dẹp màu nâu này. Nút dẹp màu nâu. Con này thì không được mới, nhưng mà cũng không có cũ. Không mới, không cũ, nó trung bình. Ở đây cái tem của nó thì mờ chữ rồi nha anh em. Tem nó hơi mờ chữ rồi. Đó. M43 con này cũng được 93-94% nữa thôi. Nhưng mà không có lủng rách gì hết. Chỉ có bị một chút đây này. Ở đây là nó lủng luôn anh em. Đó, nó bung cái chỉ ở dưới cái túi mổ này nó bung ra cho nên nó hở cái miệng này ra thôi. Còn chỗ này thì nó sờn như thế này ha. Em đo vai nha. Vai 44. Vai 44 dài 75. Vai 44 dài 75. Con này bé này. Con này là anh em 70kg quay 70kg trở lại là vừa. 93%, 93%, 94% ha. Đó, M43 là nó vậy anh em ạ. 441, 42, 43 gì đó. Con này là M43. Rồi ai chốt con này lên cho em là 999.000. Con này đẹp nha. Con này size nhỏ mà và đẹp. Lên cho em mã 999.000. 4 số 9. 3 số 9. Rồi em lên tiếp một con rần ri nữa này. Thân nhựa, cổ nhựa nha anh em. Thân nhựa, cổ nhựa. Có lót đi kèm luôn này. Có cái lót đi kèm luôn. Con này size medium rare. Anh em từ 70-80kg, cao 1m7 trở lên ạ. 70-80kg, cao 1m7 trở lên ạ. Em mở ra cho anh em coi ha. Có ruột vỏ hẳn hoi nha anh em. Con này đang đẹp. Con này là 96-97% luôn ấy. Có tem mạc đầy đủ luôn này. Một cái tem, một cái lót trong là 300-400 ngàn rồi ha. Lót là được 300-400 ngàn rồi này. Con này tem này, một cái tem, hai tem, hai cái tem rin, hai cái tem US Army ha. Rồi, ok. Dây chặt trên còn, dưới còn, trên còn, dưới còn.
chốt cho em là 980.000. 980.000, cái lót này là được 300-400 rồi, còn cái áo này có 500-600 nữa. Sao trên nghe. Đâu rồi? Rồi em lên tiếp một con M51 nữa nha anh em. Con này dây nhôm luôn này. M51 này dây nhôm. Con này cũng đời tem dập nhưng mà tem chữ nó cũng hơi mờ mờ rồi ạ. Đây, chữ nó hơi mờ mờ rồi ha. M51. Con này là vai 55. Vai 55 dài 78. Con này ống tay chưa có, bên này nó cũng bị xước giống con kia ha. Cái này chưa có bị gì hết. Con này là 80 kg. Anh em phải 80 kg. Con này là tương đương size medium rồi. 70-80 kg. Đồ mới con này là tầm 90 cho 93-94% cho nó nhanh. Ở dưới này có một cái số là 59 nha anh em. Cái này là của lính người ta ghi thôi. Lính người ta ghi nha anh em. Con này nói như vậy chứ con này đang lên được 95% chứ không phải đùa đâu. Rồi ai chốt con này thì lên cho em 1.800.000 nha anh em. Dây nhôm nha. Con M51 này là đời dây nhôm, nó khác giá với cái con kia. Đấy, em tiện đây em nói anh em này. Cái con mà hồi nãy đầu nó mới kẹn tới nước mà cái đầu này xanh này. Hồi nãy họ xi cho nó màu xanh nha. Kể cả cái đầu dây kéo này này. Nó một màu xanh như thế này luôn mà con này nó xài đến nỗi nó kéo thời gian cái nó lòi cái dây nhôm ở trong ra. Còn con kia chưa hề bị luôn. Con này cái đầu nó ram, bắt đầu ra màu hết, nó lột cái lòi cái ruột màu của nó. Yeah, cái con kia nó mới tới cỡ đó luôn á. Rồi, ai chốt con này lên cho em 1.800.000. Không có lủng rách gì hết nha. Rồi em lên tiếp một con này đần ri ha. Con này thân nhựa, cổ nhựa. Và coi anh nào đó ở Italia ấy chốt luôn thôi đấy. Đi đi đi. Size medium sock là anh em thấp này. Anh em từ 70-80 kg. Cao 1m7 trở lại ha. 1m7 trở lại nha em. Áo thì rất là mới nhưng mà nó dính một cái vết này, em khảy cái nó ra này. Đó. Cái vết này thì mình khảy cái ra không có sợ ha. Áo thì mới kẽm luôn. 60 anh em, 60-70 kg là bằng vừa. Medium đúng rồi. Ở đây có vết dơ nữa nha anh em. 70-80. Ở đây có một vết dơ nữa ha. Quên. Size medium là 70-80 thôi. Em sao giờ em bị lùn quất luôn đấy. Người nó mệt oải rồi đọc tào lao không à. 70-80 kg là bận vừa nha anh em. Cái ống tay này này. Ống tay này về giặt giùm em cái, nó cũng bị dơ này. Đó, ống tay này dơ à. Ừ. Nó dơ ở chỗ ống tay thôi, về giặt giùm em cái. Đẹp không? Con này có hai cái tem. Có một bên à. West Army. Rồi xong nha, con này giặt cái là hơi bị mới luôn. Chốt cho em 740.000. 740.000. Nói như người ta nói tham thì thâm nha, thực sự thấy anh em ủng hộ nhiệt tình quá, ham bán hàng, bán nhiều quá cũng kêu hay.
mệt mà vui mà cũng kêu. Rồi em lên con này có mũ nha anh em, có mũ nè, con này đuôi cá này, cổ đuôi cá này, cái tem của nó hơi bị lủng lẳng luôn, size medium reo lơ luôn. Cái tem này về anh em may lại giùm em cái nha, nó bung chỉ ra thôi. Con này là đời 72 nha anh em, đời 72 nha. Tem dưới còn, tem trên còn này. Rồi ok. Con này màu nó còn được 93% nữa thôi. Màu nó chỗ này này, cái thân chỗ này nó kiểu ma sát nhiều hơn, chỗ này nó hơi hơi trắng trắng hơn chỗ khác một chút. Sau thì chỗ này nó cũng bị dính dơ một chút này anh em. Đó, dính dơ một chút ha. Bên này cũng dính một chút trắng này. Rồi. Nói chung là con này không được mới lắm nha anh em, lưu ý giùm em, không được mới lắm nữa nha. Nó còn được 93% nữa thôi. Vì cái dây này này, cái dây rút này nó cũng hơi bạc màu hơn chỗ khác một chút. Ở đây dính sơn nữa này. Đó, dính sơn nữa ha. Lưu ý giùm em nha anh em, dính sơn nữa ha. Con này anh em mà con này mà nâng còn giá này á. Ừ. Dính sơn với độ mới của nó được 90% này chứ mấy. Cái ống tay của nó cũng dơ này anh em. Ống tay dơ ha. Dính sơn cả ống tay nữa này. Lưu ý giùm em ha, coi kỹ giùm em cái này, ai ưng thì chốt. Đó. Cái con mà không mà bán tính đổi ngang như ông kia bố mình tính chỗ. Rồi ai chốt con này lên cho em là 1.500.000. Chỗ này nó rơi miếng dán ra này anh em. Đó. Miếng dán của cái này á, về may lại giùm em cái. 1.500.000 anh em ơi, 1.500.000. Gần hết M65 rồi. Em lên một cái túi túi trống nha. Một con túi trống mới kẹo luôn, còn có táp luôn này. Còn có táp luôn nha. Có cái này là gọi là mã vạch chưa có sử dụng á. Cái túi này á thì nó có rất là nhiều tác dụng nha anh em. Anh em mà đi rừng á, rút cái miệng trên này lại này. Rồi ba lô, làm ba lô mang cũng được nha. Đây là cặp ba lô này. Mình mang sau lưng á. Mang sau lưng vậy á. Ok luôn ha. Bao hàng của Mỹ cho anh em nha. Trên này thì anh em dòm giùm em, nó dập. Đó, nó dập chữ chữ tiếng Anh không à. Để em đọc coi có đời không à. Con này có đời không ta. Nó viết vậy mình đọc không được anh em. Như kiểu bằng chỗ này hình như 81 phải á. Hình như đời 81 thì phải á. Anh em đọc được anh em ơi. Em đọc không có rửa luôn á. Rồi ai chốt cái ba lô này lên giùm em. Hoặc là anh em về mà có ba lô rồi mà chưa có quay á, lấy cái cặp quay ba lô này qua này xài làm cái cặp quay ba lô Mỹ đó. Chốt cái ba lô này giùm em là 850.000. Con này là chưa có sử dụng á. Chưa có sử dụng cho nên em bán 850 nha. Đấy, cái cặp ba lô vậy nè. 850 nha anh em. 850.000. Em còn có 2-3 chiếc thôi. Em chỉ được có 2 chiếc thôi. Còn cái chiếc này á, thì nó US này nhưng mà nó bị dơ một chút đây rồi. Tức là con này nó cũng mới kẹn luôn. Nhưng mà nó dơ một chút. Con này là 750.000. 750 ha. Có hai cái là 850 thôi.
còn một cái 750. Ai chốt thì lên giùm em mã ha. Rồi lên tiếp một con M65 nữa nha anh em, một con duy nhất của M65 nữa này. Em có một cặp ô mưa mà giờ chưa kịp ghép được, ô mưa ACU á, ba ghép cho cái đó, ghép cái con ACU, quần ACU medium với cái quần mưa ACU ấy. Rồi em lên một con M65 thân đồng cổ đồng nha anh em. Con này có lót đi kèm luôn này, size medium. Có lót đi kèm luôn ha. Anh em chưa có lót mua này là khỏe, khỏi phải ghép lót này. Con này có lót nha anh em. Size medium regular, tem dài luôn này. Bao hàng của Mỹ cho anh em nha, quân đội Mỹ nha, không phải là của Mỹ không mà quân đội Mỹ thôi. Rồi anh em 70 tới 80 kg. Cao 1m7 trở lên. Cao 1m7 trở lên anh em. Con này lại dính một chút dơ ở đây này. Một chút dơ nhẹ thôi nha. Anh Nguyễn Đức Phú gọi. Rồi. Đằng sau ok hết nha anh em. Con này thì được 95% độ mới. Nhưng mà có một cái lót này là được 300-400 ngàn ha. Bán kèm một bộ combo luôn. Ai chốt con này lên cho em 950 ngàn. Cả bộ combo ha, cả áo trong lẫn áo ngoài 950 ngàn. Mà con này là đời dây đồng, thân đồng cổ đồng, 950. Đi dây kéo này không ok lắm nha anh em, lưu ý giùm em này. Cái đuôi dây kéo này anh em phải có cách mà kéo hả? Mà làm lại không là. Dạ chưa khui hàng, anh chờ em 3 ngày là đi 4 ngày em khui rồi em bảo lại cho. Rồi, ai chốt 950 giùm em à, 950 ngàn. Cái lót là không được 300-400 áo này. Đấy, chỉ còn có đi, có 500 nữa thôi. 950 ngàn nha anh em. Dạ. 950 ngàn. Rồi em lên ít con Sten nữa nha. Lên ít con Sten, con này gọi là kaki tem vàng. Nhưng mà áo này chỉ còn được 90% nữa thôi. Nhưng mà cái tem size nó bị rớt mất tem rồi này. Còn cái tem dưới thì cũng mất luôn áo của Mỹ, nhưng mà nó mất còn 90% nữa thôi nha em, không rách lũng đâu. Vai 42, dài 75. Em lên con này, em lên cho anh em một bộ đồ mưa nữa là em xin phép nghỉ thôi, để like sau em like tiếp áo phi lốt hay áo gì cho anh em ha. Đây có 2, 4, 6 cái tem này, 6 cái tem. Ai chốt con áo này lên cho em là 550 ngàn. Lưu ý giùm em, con này chỉ còn độ mới 90% nữa thôi nha. Cái dàn tem thì ok thôi. 550 ngàn. Rồi em cảm ơn anh em. Thôi ông mưa để like khác đi. Em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Chúc anh em buổi tối ngủ ngon. Rồi hẹn lại anh em video tiếp theo ha. Nếu anh em mà ai ủng hộ mà có thiện ý mua đồ thì liên hệ giùm em, đúng rồi, qua số điện thoại Zalo 0911337139 nha anh em. Rồi anh em nhớ lưu ý là chốt hàng thì anh em chịu khó muốn được đầu tiên á, là em chỉ ưu tiên cho những anh em chốt có comment trực tiếp ở trên live này này. Trực tiếp là ưu tiên đầu tiên. Rồi tới thứ hai là anh em gọi điện trực tiếp. Tức là những ai mà không comment trên màn hình, cái đơn, cái mã nào mà không có người chốt trên màn hình thì lúc đó em mới bắt điện thoại là chốt cho người thứ hai. Và người thứ ba nữa là những sau không có ai gọi nữa thì mới
Mới chốt cho đứng thứ ba là những anh em nhắn tin qua Zalo, còn anh em mà nhắn tin qua số điện thoại thì anh em thông cảm giùm em, vì thực sự em không không phải là tránh gì đâu, nhưng mà thông cảm giùm em cái là thực sự em không đọc, không bắt được hết các điện thoại các anh gọi, chứ không phải là, có nghĩa là em không có thời gian để mà đọc được các tin nhắn. Thì cho nên anh em thông cảm, muốn chốt đơn nhanh thì chốt trực tiếp trên màn hình là một này, không biết chốt màn hình thì gọi alo em một phát này, là nếu như mà chưa qua chốt trên màn hình thì em sẽ chốt lại cho anh em, còn mà đã có rồi là phải ưu tiên cho người chốt trên màn hình trước tiên, rồi tới thứ hai là gọi điện, thứ ba là nhắn tin vào Zalo. Rồi em cảm ơn anh em nha, em xin phép chào các anh, hẹn các anh video tiếp theo ạ. Bye ạ, chúc ngủ ngon.